Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi tổ loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Play Spec 2. Let's go. Ok. Ở đây thì mình sẽ đi lái chiếc xe tăng này. Các bạn có thể xuống xe hoặc các bạn có thể lái xe. Đây là nút xuống xe các bạn nhé. Mình sẽ ở trên xe tăng cho an toàn. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tình huống thứ hai. Trong web TV show. Ấn dị vào đồng hồ này. Sẽ tự nhiên lại thời gian. Sau đó thì mình sẽ xong lại bức hình. Ok. Ha 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 ha!
Let's go. Dậy thôi. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang đến gần thứ ba, Bendy and Easy Imagine. Let's go. Chapter one, moving picture. Okay. All right, Joey, I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Dream contrast. You okay? This lift could use a few dry cells. Các bạn sẽ nhặt cho mình hai cú bin đây. Sau đó thì sẽ lắp vào đây. Khởi động máy đây. Động những chiếc máy này. Khi cái này đưa lên cao thì cánh cửa ở đây sẽ mở ra. Các bạn sẽ đi sang cánh cửa bên này. Sau đó thì mình sẽ vào trong này để nhận nhiệm vụ. Ở đây thì các bạn sẽ tìm 6 món đồ. Ok. Who put this here? Món đồ đầu tiên. Joey, what were you doing? Món đồ thứ hai. Ok, let's go. Thứ ba. Món thứ tư. Món thứ năm. Và món đồ cuối cùng ở trong này. Ok. Let's go. Okay, that's all of them. Start up the main power.
Vâng, mình đi. Chụp máy chiếu ở đây hoạt động rồi. Bây giờ thì mình sẽ quay công tắc ở chỗ này. Wow, ở đây có một lỗ thủng. Toàn nước dầu thôi. Đẹp gì. Rồi, mình sẽ bắt công tắc ở đây. Ok. Ở đây có dấu chân. Wow. Oh my god. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới gần thứ tư. Scary Picture vào đây. Let's go. Ở đây thì ông ta mới sắm một chiếc điều hòa. Và bây giờ thì mình sẽ phá cái điều hòa đi. Let's go. Và start thôi. Sẽ chờ kết quả thôi. What is wrong with the air conditioner? It's so hot in here. You did it! Finally! A sloth could do this in half the time!
painted these pictures here. I need the name. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang đến thứ 5. So, Greg Hello. Let's go. Oh my gosh. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Bên đi đâu? Còn 2-3 máu thôi, ok. Tiếp tục vào. Thank you.
Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng Anh tiếp theo. Start game. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Now it's time for everybody's favorite subject. Uh-huh, you got it. Great job. That's a good one. Great! Come here and get your prize! A shiny quarter! Now it's time for everybody's friend. Sweep, sweep, sweep! No running in the hall. Ở đây thì các bạn sẽ đi tìm lời của sếp. Let's go. I wanna play with someone. Rồi, mình xin các bạn. Chạy thôi. I wanna play with someone. Ở bên này, mình sẽ đi bên trái đi. Looks like it's sweeping time. Looks like it's sweeping time. I wanna play with someone. I wanna play with someone. Okay, I wanna play with someone. I wanna play with someone. Quyển thứ 6 rồi, ok, còn một quyển nữa thôi. I wanna play with someone. Looks like it's sweeping time. I wanna play with someone. I wanna play with someone. Oh my gosh, ông ta ngay đằng sau. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Smiling, it grows. Let's go.
Ok, và mình sẽ xem ông ta đang ở đâu. Ông ta sẽ vào uống cốc cà phê. Rất nhiều chìa khóa luôn. Thẻ đây rồi. Stop it right now. You. Oh my god. Wow. Chúng ta thông minh mình luôn. Rồi ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.